Để da đẹp và cơ thể khỏe, hãy ăn thực phẩm đầy thường xuyên. Gan đóng vai trò quan trọng trong cơ thể chúng ta. Mỗi ngày gan giúp cơ thể đào thải độc tố. Rau họ cải, quả mọng, nho là những thực phẩm bạn nên ăn để bảo vệ cơ quan này. Một, trà. Trà, đặc biệt là trà xanh, chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Các nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất này, bao gồm catechin, có thể giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu bia, NAFLD. Các catechin trong trà xanh cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống với mức độ vừa phải, vì nếu uống quá mức cần thiết, các chất bổ sung có trong trà xanh có thể gây hại cho gan. 2. Cà phê. Cà phê tốt cho sức khỏe của gan nếu bạn không thêm nhiều đường, vì lượng đường dư thừa rất có hại cho gan của bạn. Cà phê có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy chất lycopene trong cà phê có thể giúp giải độc, có lợi cho những người bị xơ gan. 3. Các loại rau họ cải. Bông cải xanh cùng với súp lơ, cải Brussels và cải xanh là những loại rau rất tốt cho gan của bạn. Chúng là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, hỗ trợ sức khỏe của gan. Bên cạnh đó, các loại rau này chứa chất chống oxy hóa và chất phytochemical có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan. 4. Quả mọng. Quả mọng chứa nhiều chất xơ và chống oxy hóa, bao gồm cả anthocyanin. Các nghiên cứu đã chỉ liên kết giữa các chất chống oxy hóa mạnh trong quả mọng với khả năng làm giảm tổn thương gan. Không chỉ vậy, các chất chống oxy hóa cũng có thể giúp làm chậm sự phát triển của các tế bào gan bị ung thư. 5. Nho. Giống như quả mọng, nho chứa chất xơ và chất chống oxy hóa. Cụ thể, nho có chứa một chất chống oxy hóa gọi là resveratrol, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan ở những người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia. 6. Quả hạch. Với lượng chất béo không bão hòa dồi dào có lợi cho sức khỏe, các loại hạt là một lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn. Một nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn uống kết hợp nhiều loại hạt có khả năng làm giảm nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia, đặc biệt là ở nam giới. 7. Đậu. Bạn có thể thỉnh thoảng thay thế thịt đỏ bằng đậu, đậu lăng và đậu gà. Các loại đậu này có hàm lượng chất béo bão hòa thấp và là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, là sự kết hợp tuyệt vời giúp bảo vệ sức khỏe của gan.